Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang. Hôm nay thì mình sẽ test bộ lõi âm ly 16 số Sanken chạy mạch nguồn 4 tụ, sử dụng tụ GSVK 100V 10.000mi. Cái dòng tụ này thì nó rất là led, nhìn trông như tụ đai u ấy. Và trị số của nó cũng rất là tốt luôn. Thì ở đây thì mình sử dụng sò Sanken là sò 1494-3858 tháo máy, mạch nâng tín hiệu mini màu đỏ. Thì cái bộ này thì mình đã review ở nhiều cái video trước rồi. Một cái mạch AV 12 lỗ và một cái mạch khởi động mềm. Đây, mạch khởi động mềm trong góc kia. Tí mình sẽ đánh dấu vào. Vẫn là mạch khởi động mềm màu trắng. Thì combo này thì mình sẽ test vào một cái biến áp xuyến 800W. Và hiện tại thì mình đã bật rồi đây. Các bạn thấy là đèn nó đã sáng rồi nhá. Đó. Đèn bóng nguồn nó đã sáng rồi. Và bây giờ mình sẽ vặn volume lên để thử thôi nhé. Rồi tí mình sẽ đánh dấu vào. Đây, thì anh khách hàng yêu cầu là offer cho anh ý hai cái quả đủ volume to. Đấy, thì mình vặn volume lên này. Đây, một kênh nhá. À, kênh thứ hai này. Cả hai kênh nhá. Thank you.
Ok, như vậy là bộ chúng ta hoạt động rất tốt nhé, không bị ù xì gì. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ rút điện ra để hướng dẫn qua cách đấu và đánh dấu vào mạch. Đây thì cách đấu rất là đơn giản thôi. Ở đây thì anh có thể sử dụng cái biến áp mà Hiền đã trao đổi là nó sử dụng từ 40 đến khoảng 60V, nhưng mà chúng ta chỉ lên chạy khoảng 50 thôi. Vì cái sò săn ken tháo máy ấy, thì chúng ta chạy điện áp cỡ khoảng 50V là cho nó an toàn. 50V đối xứng. Thì chúng ta sẽ cấp 50V đối xứng vào chỗ này. Đó. Tiếp theo là cấp 15V đối xứng hoặc 17V đối xứng vào chỗ này. Chỗ này thì chúng ta sẽ gắn nguồn bằng dây 3P này lên cái mạch nâng tín hiệu mini. Đây. Gắn vào chỗ này. Như vậy. Tiếp theo là cái đường ra loa. Đây, đường ra loa thì mình đã gắn sẵn cho anh ấy một cái cọc loa. Đây thì anh có đặt một cái cọc loa nữa đây. Đấy, thì chúng ta chỉ việc gắn hai dây đỏ ra cọc, hai dây đỏ sang hai bên, cái dây đen vào giữa cái chỗ cọc loa là được. Đây là cái chỗ đèn báo tín hiệu. Thì cái này về nếu mà vỏ âm ly của anh có thì anh dùng, còn không thì trên cái mạch này thì đèn báo mên em đã gắn sẵn rồi, nó cũng có đèn báo nguồn cho mạch nguồn rồi. Từ mạch nguồn đến mạch công suất thì anh sẽ gắn cáp 4P. Đây. Từ mạch nguồn đến mạch công suất gắn cáp 4P. Cứ gắn sang là được vì nó đã có chiều rồi. Bên này cũng vậy. Còn tiếp theo là cái mạch nâng tín hiệu mini. Thì mạch nâng tín hiệu mini này thì nó có hai cái volume. Đó. Thì chúng ta sẽ gắn vào cái rắc chỗ voi L và voi R. Chúng ta sẽ vào phần voi L và voi R như thế này. Thì nó sẽ ra hai cái mạch có hai cái lúc volume này. Tiếp theo là đường ra tín hiệu. Thì đầu tiên là phải có đưa vào tín hiệu đã. Anh có đặt một cái mạch AV như thế này. Mạch AV 12 lỗ. Thì cái mạch AV này thì chúng ta sẽ cắm vào cổng Music A. Đó. Chúng ta sẽ cắm một cổng Music A vào một cái jack 3P. Sau đó cái jack 3P này thì sẽ vào cái input của bo nâng tín hiệu mini. Cái output của bo nâng tín hiệu mini đây. Đây là output của bo nâng tín hiệu mini ở chỗ này. Nó ký hiệu rất là rõ. Đây là chữ output đây. Thì chúng ta cắm một dây chống nhiễu tiếp. Đó, để gắn vào chỗ master ở trên bo AV. Đây. Gắn vào chỗ master. Từ out của bo nâng tín hiệu mini gắn vào master trên bo AV. Tiếp theo là trên bo AV này thì cạnh cái jack master sẽ có hai jack 2P. Thì chúng ta sẽ gắn làm sao cho cái dây trắng nó vào chữ CHL. Đó, như thế này. Còn dây đen thì nó sẽ vào chữ GND. Như vậy. Và chúng ta sẽ cắm lần lượt vào cả hai bên công suất. Đây. Và chúng ta sẽ gắn cái dây trắng vào bên dấu cộng của bo công suất và chữ dây đen thì vào cái bên chữ G. Đây, thì gắn nếu mà để mê như thế này thì dây sẽ như thế này. Dây đen trắng bên này và dây đen bên này. Bên này cũng vậy. Như vậy là kết nối xong cái phần từ bo nguồn sang bo công suất. Tiếp theo là cái bo khởi động mềm. Bo khởi động mềm này thì rất là đơn giản rồi. Chúng ta chỉ việc gắn đây, cái đầu nguồn ra này. Chúng ta gắn vào đầu 220V của biến áp như thế này. Cái chỗ này. Đây, có chữ công tắc. Đây, có chữ công tắc đây. Thì chúng ta sẽ gắn vào công tắc thôi. Còn cái hai cái dây bên trên này thì chúng ta sẽ gắn vào hai chân bên trên này, chúng ta sẽ gắn vào nguồn điện 220V. Thì ở đây mình có dòng dây ra và đấu với dây nguồn. Hai dây là hai dây nguồn. Đây, có ghi rõ chữ nguồn vào đây. Rồi, ok, như vậy là xong cách đấu hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ đánh dấu mạch vào. Ok, bây giờ mình sẽ đánh dấu mạch vào nhé. Đuôi số điện thoại của anh khách hàng là 6444. Sẽ đánh vào mạch AV này.
6444. Theo là mạch nâng tín hiệu mini này. Bốn này. Tiếp theo là mạch công suất này. Đây, mình dựng hai bao công suất. Như thế này, mình đánh dấu luôn. Sáu, bốn, bốn. Bốn này. Bên này. 6, 4, 4, 4. Tiếp theo là mạch nâng tín hiệu mini. Tại máy sắp hết pin rồi nên là phải quay nó nhanh hơn một chút. 6, 4, 4, 4. Đây nâng tín hiệu mini này. Ok, tiếp theo là mạch nguồn này. Tụ chúng ta sử dụng là tụ GSVK 110mm nhé. Khác mông y như kiểu tụ Daewoo luôn. Sò là 3858 này. Là 1494 này. 3858 này. Và mạch đường giáp trên nhôm mà 20 phân nhé. Ok, tại máy sắp hết pin nên là mình cũng xin kết thúc tại video tại đây thôi. Nếu anh em nào có nhu cầu mua hàng, có thể liên hệ với bên mình theo thông tin ở trên màn hình nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.